Truyền thông phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ hai, ngày 25 tháng 3 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại Trà Vinh là một điểm sáng hy vọng cho những bệnh nhân ung thư. Nơi đây áp dụng phương pháp y học cổ truyền kết hợp với công nghệ nấu cháo nano, thảo dược nano để hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Trong quý 1 năm nay, danh sách bệnh nhân hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư đạt hiệu quả cao, ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, minh chứng cho sự tận tâm và hiệu quả của phòng khám. Nơi gieo mầm yêu thương và hy vọng, được thành lập bởi cha tường, nhà tu hành nổi tiếng với tấm lòng nhân ái và tài năng y học, phòng khám mang sứ mệnh chữa bệnh ung thư bằng tình thương. Nơi đây không chỉ là nơi điều trị bệnh mà còn là mái ấm yêu thương, tiếp thêm sức mạnh cho bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn. Phương pháp hỗ trợ điều trị độc đáo và hiệu quả. Phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, áp dụng phương pháp y học cổ truyền kết hợp với công nghệ cháo nano và thảo dược nano. Phương pháp này đã giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, giảm tác dụng phụ, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Danh sách bệnh nhân chiến thắng với ung thư ngày càng gia tăng nhờ sự tận tâm của đội ngũ y sĩ và hiệu quả của các phương pháp hỗ trợ điều trị. Số lượng bệnh nhân hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư đạt hiệu quả cao, ngày càng gia tăng về số lượng và chất lượng. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thành công của phòng khám. Phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, là một điểm sáng hy vọng cho những bệnh nhân ung thư. Nơi đây không chỉ mang đến phương pháp hỗ trợ điều trị hiệu quả mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần để bệnh nhân chiến thắng với căn bệnh ung thư quái ác. Kính thưa quý ông bà, cô chú và anh chị, điểm nổi bật của phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, nhờ có sự đóng góp của các nhà hảo tâm, bệnh nhân được hỗ trợ điều trị bệnh, hỗ trợ tư vấn về dinh dưỡng hoàn toàn miễn phí. Phương pháp điều trị kết hợp áp dụng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại, chú trọng vào nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ miễn dịch. Đội ngũ y sĩ tận tâm, các y sĩ và cộng sự giàu kinh nghiệm luôn hết lòng vì bệnh nhân, đồng hành cùng họ trên từng bước đường chiến đấu với bệnh tật. Môi trường ấm áp yêu thương, phòng khám được ví như ngôi nhà thứ hai của bệnh nhân, nơi họ được chia sẻ, động viên và tiếp thêm sức mạnh về tinh thần. Thành quả đạt được, số lượng bệnh nhân được hỗ trợ điều trị tăng lên từng ngày, cho thấy niềm tin và sự lan tỏa mạnh mẽ của phòng khám. Tỷ lệ bệnh nhân cải thiện sức khỏe đạt tỷ lệ cao. Nhiều trường hợp ung thư giai đoạn cuối đã có những chuyển biến tích cực. Chất lượng cuộc sống nâng cao rõ rệt, giúp bệnh nhân sống vui vẻ, lạc quan và hòa nhập cộng đồng. Phòng khám cha tường yêu thương cho không, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, là minh chứng cho sức mạnh và tình yêu thương và sự đoàn kết. Nơi đây không chỉ mang đến hy vọng cho bệnh nhân ung thư mà còn là nguồn cảm hứng cho cộng đồng về tinh thần tương thân tương ái. Thông tin liên hệ, địa chỉ tại ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, điện thoại 0345 992021, Zalo, Viber. Gặp thầy Nguyễn Tấn Thanh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cha tường yêu thương cho không và các thầy. Bài viết này là lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ y sĩ và những nhà hảo tâm đã góp phần xây dựng phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Hy vọng rằng nơi đây sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho những bệnh nhân ung thư trên hành trình chiến thắng ung thư. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, câu chuyện đầy cảm hứng về nghị lực phi thường của chị Nguyễn Thị Hà là một phụ nữ ở Bình Dương đã chiến thắng căn bệnh ung thư hạch sau hơn 15 năm ròng rã. Chị Hà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào năm 2007 khi chị tuổi còn trẻ. Căn bệnh ập đến như một cú sét ngang tai, khiến chị và gia đình chìm trong đau khổ và âu lo. Suốt hơn 15 năm qua, chị Hà đã trải qua vô số đợt điều trị đầy gian nan thử thách. Có những lúc tưởng chừng như kiệt sức, chị muốn buông xuôi, nhưng rồi bằng nghị lực phi thường và tình yêu thương của gia đình, chị đã tiếp tục chiến đấu. Năm 2023, một tia sáng hy vọng đã lóe lên khi chị biết đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Sau khi được các bác sĩ tận tình thăm khám và hỗ trợ điều trị, sức khỏe của chị dần được cải thiện. Mới đây, chị Hà vui mừng chia sẻ tin vui rằng chị đã chính thức thoát khỏi bệnh ung thư hạch. Niềm vui vỡ hòa sau hơn 15 năm kiên trì chiến đấu, chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo. Câu chuyện của chị Hà là minh chứng cho sức mạnh của nghị lực phi thường và tình yêu thương. Chị đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người đang mắc bệnh ung thư, tiếp thêm cho họ niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Lời khen ngợi và trân trọng dành cho đội ngũ y sĩ tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Nhờ sự tận tâm, nhiệt huyết và chuyên môn cao của các y sĩ, chị Hà có cơ hội được sống khỏe mạnh và hạnh phúc bên gia đình. Chúc chị Hà luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Bài viết này là lời động viên khích lệ cho những ai mắc bệnh ung thư. Hãy luôn giữ vững niềm tin và hy vọng, bởi chiến thắng ung thư không phải là điều không thể. Thưa anh Thành Võ, là cùng xuống đây thì lúc đó xuống đây da dẻ nó vàng vọt, nó yếu lắm. Rồi trong quá trình điều trị ăn phác đồ cháo nano với uống trà thảo mộc của các thầy, của cha để lại cho các thầy thì là được một tháng là cơ thể con người mình nó khỏe. Sang tháng thứ hai là nó khỏe hẳn rồi. Nhưng mà thầy Thanh thì thầy, ý định của thầy là thầy không có nhớ bệnh nhân nhiều, cho nên là thầy không có gọi để mà đi test được. Cho nên là thầy vì để sót tôi lại đến giờ này là 3 tháng, cái không được xuất viện lúc 3 tháng rồi. Mà hôm thứ tư, thứ ba là ngày 21 là đi bệnh viện ung bướu cơ sở 2 ở Thủ Đức là đi khám và các kết quả siêu âm là nách bụng bẹn hoặc trong cổ, là các cái viên hạch mà lúc có thì giờ nó tiêu hết rồi, nó không còn. Trong ổ bụng cũng vậy luôn. Rồi còn về cái chỉ số máu của ba dòng thì là chỉ số thầy Thanh xem thì rất là đạt chuẩn, không tăng không giảm, mà chỉ số rất là đẹp. Đó. À, chia sẻ chỗ ấy là cũng bệnh nhân là cũng thứ tư này được xuất viện, cũng rất chi là cảm ơn cha để lại phác đồ cho các thầy, rồi để chữa cho bệnh nhân để khỏi, để ra viện, để về với gia đình và cộng đồng được có cái sức khỏe tốt. Cảm ơn. Chị có thể chia sẻ cái điều đầu tiên mà chị về nhà là chị làm cái gì đầu tiên? Trước tiên được xuất viện thì lại thắp, đầu tiên là phải tưởng nhớ tới cha để xin cha và Chúa ban cho nhiều sức khỏe. Rồi về tới nhà thì mình gọi gia đình đến thì mình ăn mừng để mình khỏi bệnh thôi. Còn làm gì cho xã hội gì nữa không? Có, là xong rồi ăn mừng xong rồi mình đi trở lại vào công ty làm công việc bình thường như những ngày tháng đã làm. Mà trong quá trình nghỉ bệnh là cũng gần năm rồi. Thôi vậy cũng được rồi, chúc chị. Dạ. Thì bây giờ thì bệnh nhân được xuất viện thì cũng chia sẻ đến quý anh chị với các cô dì chú bác mà chữa bệnh ở đây thì cũng giữ gìn phác đồ của cha để lại cho mấy thầy để ăn uống đúng cái phác đồ như vậy, để có cái chỉ số mình được tốt để được ra viện sớm. Với xin là quý mạnh thường quân cũng chung tay góp sức để giúp đỡ cho phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không, để giúp đỡ cho mấy thầy đó để có cái kinh phí để đặng chữa cho bệnh nhân sau này nữa. Rồi nhân đây thì bệnh nhân cũng xin cảm ơn cha, Chúa và các thầy đã nhiệt tình chăm sóc bệnh nhân trong lúc điều trị và chỉ dẫn cái cách ăn uống để cho nó đúng phác đồ chữa bệnh cho được nhanh được khỏi. Thì bệnh nhân là Nguyễn Thị Hà, mã số bệnh nhân là 1109 cũng thay mặt gia đình cảm ơn quý các thầy ở đây. Và cha Pedro đã qua đời nhưng mà cha đã để lại một cái công trình khoa học là rất chi là lý tưởng để giúp cứu người và giúp đời, cho nên là con cũng thành kính cảm ơn tất cả luôn. Nhà em họ tên em là Hoàng Thị Thủy, ở từ Quảng Bình vào. Yeah. Quảng Bình. Giáo xứ Tam Toa. Cô có thể cho biết đó là cái bệnh của bác á, yeah, là lúc đầu triệu chứng như thế nào? Yeah. Thì cái bệnh của ổng là đầu tiên là có u đường ruột. U đường ruột thì khi mình cũng sắp ý thì vô bệnh viện của Trung ương Huế là họ thổi mổ, thì bữa đi mổ cho ổng, mổ về được 6 tháng khỏe khoắn rồi. Thế về em biết cái trang đau lại thế thì này vô bệnh viện của TTH đó, họ lại khám, họ này là vì cái đó họ mổ lại đấy, họ lại không làm không sạch chứ, không sạch xong thì đây về nhà được mấy ngày lại đau lại rồi thì tiếp tục đi Huế tiếp, vô bệnh viện của Huế để mổ lại lần thứ 3 thì là họ là không họ sắp đường ruột không kỳ mấy ạ, bị tắc ruột thì phải sắp lại. Sau đi về đây là người yếu lại, về đây tháng lại ông nói là thổi, tự nhiên ông mệt ông này thôi đi vào cá tôi hố tôi cho tương để cá chữa cho tôi lên chứ không ở nhà đấy cứ làm thì không có tiền nữa, không đủ tiền để mà chữa vô bệnh viện nữa, là chị nhà con của bệnh viện họ trả về đó. Xong con cũng đầu tiên thành eo hẹp này thì con người là bắt tàu để vô 2 hôm như thế, 2 hôm thì gì vô đây thay đây để các bà các bác sĩ đây chữa như của như mẹ chữa cho ông. Dạ con chứng tinh rồi đó. Sao cô biết cái này? Dạ biết lâu rồi, biết trên mạng ở đây thì ông mới đòi đi đó có cho bác này, ông đòi đi rồi mình làm nên mình này để nhà thì thờ ông lại để nhà để cho ông chỉ thích chi rồi đó, ông sờ rồi đó. Thế sao thổi mẹ con đem ông đi đó. Dạ. Rồi cái hoàn cảnh kinh tế của cô có khó khăn không? Dạ hoàn cảnh thì con thì cái nóng dân. Thì bên đây thì già cả rồi thì con thì đóng thôi 6-7 đứa rồi thì mỗi đứa đi trong vừa thì cái chứ còn 2 ông bà rồi đó thì vì mô thì kinh tế như mấy đứa con xin ăn xin cháu nữa đó, thì cả con đá thôi cũng có lương con liệt hết. Dạ. Rồi cô vô đây có tin tưởng ở đây không cô? Ôi, cả con thì là con nhà của Chúa thì đi mua có tin tưởng Chúa thì mình tới vô cha vô Chúa với bác ha. Cái thứ nhất là tin tưởng vô mẹ biết tên Chúa, mẹ như bác sĩ rồi đó. Cả con thì tay hèn chân yếu thì như ơn tên rồi đó. Tâm sự thì như Chúa như mẹ như bác sĩ đó. Chứ con đi vô cả các bệnh viện thì họ làm rồi cả con rồi ngán đấy đó, không chữa được mà cứ vô thì phải vay mượn đồ đi khác mỗi lần khó khăn phức tạp lắm đó. Dạ thì họ trả về thì cả con phải liều vô đấy với chủ mẹ đấy. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, Cầu Ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Nano uống trà thảo dược, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khóa hồng, 1.000 cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo Nano, uống trà thảo dược, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, 1.000 cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường Đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim, thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Giồng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Giồng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Giồng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.